Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Huyện ủy Hoa Lư tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, đảm bảo bổ sung, trẻ hóa đội ngũ và tính kế thừa phát triển của đảng. Xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn tận dụng tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, bộ mặt nông thôn và đời sống nhân dân thay đổi tích cực. Sáng nay 16 tháng 8, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Dự buổi giám sát có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thành phố của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.821 di tích được kiểm kê, trong đó có 405 di tích đã được xếp hạng. Thời gian qua, công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tầng lớp nhân dân quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 34 về quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh. Các di tích được xếp hạng hiện nay đều có ban quản lý, tùy từng di tích còn có ban khánh tiết, sư trụ trì hoặc thủ từ, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, trông coi. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã có 110 di tích được hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp với tổng kinh phí hơn 133,6 tỷ đồng. Việc tu bổ, tôn tạo di tích cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa và xây dựng. Việc số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích được quan tâm thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra được các cấp, các ngành tăng cường. Đến nay, nhiều di tích đã phát huy được giá trị, trở thành điểm thu hút khách du lịch, điểm tham quan, nghiên cứu, học tập, giáo dục truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng. Tại buổi giám sát, thành viên đoàn giám sát đã đề nghị các sở ngành địa phương giải trình, làm rõ một số vấn đề như công tác khoanh vùng, bảo vệ di tích, quản lý đất đai, tu bổ di tích, quản lý tiền công đức, cũng như nghiên cứu khảo cổ học, khôi phục những tư liệu cổ tại các di tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và trách nhiệm của các ngành địa phương liên quan, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở giải trình các nội dung, đại diện các sở ngành địa phương đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về các chế tài mạnh hơn để ngăn chặn xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản, công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát, lập hồ sơ tu bổ, chống xuống cấp di tích, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý cũng như phân cấp phân quyền cho địa phương trong việc tu sửa nhỏ các di tích. Triển khai các lớp tập huấn về di sản cho cán bộ chuyên môn cấp xã, cán bộ làm công tác di tích, chế độ cho người trông coi, bảo vệ di tích. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Hà, trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung khắc phục ngay những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, sửa đổi quy chế ban hành kèm theo quyết định số 3 và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thông tư 04 của Bộ Tài chính theo nhiệm vụ được giao. Quan tâm bố trí kinh phí ngân sách cho thực hiện tu bổ, chống xuống cấp di tích theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Tiếp tục làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đào tạo, tập huấn, phổ biến hướng dẫn cho các đơn vị trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tour, tuyến có di tích. Thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ, tôn tạo di tích có tham gia các hoạt động du lịch. Các sở kế hoạch và đầu tư, tài chính, chủ trì phối hợp tham mưu bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư để tu bổ, tôn tạo các di tích, nhất là trong tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo.
Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, đồng chí đề nghị tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn, chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, công tác an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại các di tích, rà soát việc quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan tâm bố trí nguồn kinh phí của địa phương, làm tốt công tác xã hội hóa, đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ thường xuyên với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm kê, rà soát, đề nghị xếp hạng, bảo tồn, chống xuống cấp di tích. Hôm nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp cập nhật và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ dân vận cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt một số nội dung trọng tâm. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được truyền đạt 5 chuyên đề bao gồm thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đánh giá kết quả thực hiện phương châm công tác năm 2024 của hệ thống dân vận tỉnh, hệ thống một số văn bản của Trung ương của tỉnh về công tác dân vận, thông tin đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025, phong trào thi đua dân vận khéo và kế hoạch biên tập xuất bản cuốn sách 100 mô hình điển hình dân vận khéo, tình hình thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, với Ủy ban Nhân dân tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Việt Anh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó tiếp tục thực hiện phương châm công tác dân vận năm 2024, tiếp tục tham mưu cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách của địa phương, đơn vị, tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp, phát huy tốt vai trò chức năng giám sát, phản biện xã hội, nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời có hiệu quả những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực, chỉ đạo giới thiệu và biên tập bài viết về các mô hình điển hình dân vận khéo để xuất bản cuốn sách 100 mô hình điển hình dân vận khéo giai đoạn 2021-2025. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình vừa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình, lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham dự ngày hội. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của thành phố, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc nói chung và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng trên địa bàn phường Nam Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình được xây dựng và nhân rộng có hiệu quả như tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mô hình an toàn trường học, mô hình tổ dân phố an toàn, nhà trọ an toàn, phong trào 3+1, quản lý giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên hư, chậm tiến, mô hình camera an ninh, hoạt động của 14 tổ hòa giải ở 14 tổ dân phố với 146 thành viên tham gia được đẩy mạnh. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng tại gia đình và khu dân cư. Đến cuối năm 2023, có 12 trên 14 tổ dân phố không có tội phạm, không phát sinh người nghiện ma túy, 13 trên 14 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Ghi nhận những thành tích này, phường Nam Bình đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, 3 tập thể và 5 cá nhân được khen thưởng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tới dự và chúc mừng ngày hội có lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Yên Khánh. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy chính quyền xã Khánh Nhạc quan tâm thực hiện có hiệu quả.
Đến nay toàn xã đang duy trì hoạt động 6 mô hình nổi bật như tổ dân phố, thôn xóm an toàn, tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, mô hình camera an ninh. Hoạt động của các mô hình đã góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho lực lượng công an 48 tin báo tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm hành chính về an ninh trật tự. Thông qua đó, lực lượng công an xác định điều tra giải quyết 8 trên 8 vụ án hình sự. Lực lượng công an xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác cảm hóa giáo dục 66 đối tượng trong diện quản lý theo pháp luật. Hàng năm có trên 90% xóm, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Khánh Nhạc đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Tại ngày hội, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, kinh nghiệm hoạt động của các mô hình, công tác phối hợp giữa công an xã với các ban ngành, đoàn thể và nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 trên địa bàn. Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Đây là một trong 5 đơn vị được Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh chọn làm điểm để tổ chức ngày hội. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 79 năm vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những thành tựu dạy và học văn hóa, đào tạo nghề cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự của nhà trường. Trong đó, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào an toàn trường học, các hoạt động quản lý thanh thiếu niên, nhất là học sinh, sinh viên ngoại trú, được triển khai sâu rộng, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. Ban giám hiệu nhà trường luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên theo phương châm sâu về nội dung, đa dạng về hình thức, thường xuyên, liên tục với nhiều cách làm mới. Quả đó góp phần quan trọng nâng cao nhận thức trách nhiệm cho toàn trường trước những âm mưu diễn biến hòa bình, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, kiến thức phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, không tàng trữ, mua bán chất cấm, đốt và thả đèn trời, giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc, tạo điều kiện để nhà trường thực hiện công tác giáo dục đào tạo đạt chất lượng cao. Trong dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được khen thưởng. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 79 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay, Ban Thanh niên và Ban Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công an tỉnh, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người sáng lập, chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng. Thời gian qua, tuổi trẻ và phụ nữ Công an tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, phong trào thanh niên và phụ nữ được các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ và phụ nữ Công an tỉnh nguyện tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người, mãi mãi khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, giữ vững đoàn kết, rèn luyện phẩm chất cách mạng, tích cực học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tại huyện Kim Sơn, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Trước anh linh cố Chủ tịch nước, tuổi trẻ và phụ nữ Công an Ninh Bình hứa tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo công đoàn cho hơn 300 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt hai chuyên đề về đổi mới công tác tuyên truyền vận động của tổ chức công đoàn, một số kỹ năng tổ chức hoạt động tại cơ sở và triển khai hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2026. Qua lớp tập huấn, các đại biểu được nắm bắt những thông tin mới về công tác tư tưởng, lý luận và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Khánh vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập huyện và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong những năm qua, cán bộ hội viên phụ nữ huyện đã không ngừng nỗ lực, chủ động sáng tạo tham gia phong trào toàn dân Yên Khánh, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bằng nhiều mô hình phần việc thiết thực. Xây dựng 17 tuyến đường cây kiểu mẫu, 256 km đường hoa, vẽ 8 tuyến đường bích họa, xây dựng nhân diện mô hình nhà sạch đường đẹp tại 116 thôn xóm phố. Chị em phụ nữ đã tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên khá giàu, là thành viên nòng cốt trong các phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở. Tự nguyện hiến 328.000 m² đất làm đường giao thông nông thôn, 10.000 ngày công lao động, đóng góp trên 10 tỷ đồng, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, qua đó góp phần đưa huyện Yên Khánh về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Kỷ niệm 30 năm tái lập huyện và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Khánh đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng gia đình năm không ba sạch, gia đình năm có ba sạch, phong trào thi đua dân vận khéo. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trao 38 suất học bổng, khuyến học trị giá 44 triệu đồng cho trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh vừa có buổi làm việc với đoàn đại biểu tổ chức Help A International tại Việt Nam, gọi tắt là HAI, về việc thực hiện dự án hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại Việt Nam, giai đoạn 2, dự án VIE085 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện dự án trong 2 năm 2023-2024, Hội Người Cao Tuổi tỉnh thành lập 18 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương. Đây là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, giúp cho nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng, giải quyết các nhu cầu an sinh xã hội, góp phần làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi được luật định. Tại buổi làm việc, hai bên đã có những trao đổi cụ thể về kế hoạch và chương trình hợp tác trong thời gian tới. Tổ chức HAI cam kết tiếp tục hỗ trợ thành lập 9 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương của tỉnh trong năm 2025. Tiếp đó, đoàn đã tham quan thực tế mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tại thôn Tiền Thôn, xã Yên Thái, huyện Yên Mô. Dù mới được thành lập từ tháng 4 năm 2024, song câu lạc bộ đã triển khai và thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu, chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên, nâng cao nhận thức, kiến thức, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng. Các đại biểu đã trao đổi về kết quả triển khai và tính bền vững của câu lạc bộ, tham quan mô hình chăm sóc người cao tuổi tại nhà, mô hình phát triển kinh tế của người cao tuổi, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, thành quả bước đầu, những khó khăn cần hỗ trợ để câu lạc bộ hoạt động bền vững và nhân rộng trong thời gian tới. Đảng ủy quân sự huyện Nho Quan vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 590 năm 2010 của Đảng ủy quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, và chỉ thị số 07 của Đảng ủy quân khu 3, chỉ thị số 03 của Đảng ủy quân sự tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong lực lượng vũ trang tỉnh. Thực hiện chỉ thị 590 của Quân ủy Trung ương, trong những năm qua, Đảng ủy quân sự huyện Nho Quan đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ, đơn vị đạt hiệu quả thiết thực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ về quy chế dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được nâng lên. Nề nếp chế độ được duy trì thực hiện nghiêm túc. Vai trò của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân được đề cao, tạo chuyển biến tích cực về lề lối, phong cách làm việc của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sâu sát, gắn bó cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ chiến sĩ và các vấn đề phát sinh trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy và trong cơ quan đơn vị được mở rộng, quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ được quan tâm bảo đảm, đã góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ, phát huy sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 và nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, huyện ủy Hoa Lư đặc biệt coi trọng tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, đảm bảo bổ sung, trẻ hóa đội ngũ và tính kế thừa phát triển của Đảng. Nhận thức rõ những khó khăn hạn chế trong công tác phát triển đảng viên những năm gần đây, nên ngay từ đầu năm 2024, Thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ninh Mỹ đã kịp thời tổ chức hội nghị chuyên đề và làm việc trực tiếp với cấp ủy các chi bộ, nhất là chi bộ khu dân cư, để tìm hiểu rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt là trong công tác tạo nguồn bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú. Chính vì thế, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã đã kết nạp được 11 đảng viên mới, đạt gần 85% kế hoạch và đang tập trung hoàn thiện hồ sơ kết nạp thêm 2 quần chúng ưu tú, đảm bảo hoàn thành kế hoạch của năm. Chúng tôi đã giao cho các hội đoàn thể để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các phong trào để thu hút, tập hợp được hội viên, đoàn viên tham gia vào các hoạt động phong trào, qua đó là tạo cái nguồn, cái nhân tố, xác định, tìm được cái nhân tố để ưu tú sau này là chúng tôi sẽ xây dựng, bồi dưỡng và kết nạp đảng các cái quần chúng đó. Đồng thời chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ để xác định cái mục tiêu lý tưởng của mình khi đứng vào trong hàng ngũ của Đảng. Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy Hoa Lư đã xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện công tác phát triển đảng viên hàng năm và trong cả nhiệm kỳ. Lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác ra soát nguồn lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp. Trong cấp ủy họp để triển khai về công tác phát triển đảng viên, cái thứ hai là triển khai trong chi bộ và từng đồng chí đảng viên phải thấm nhuần của quan điểm này và đến các cái tổ chức quần chúng và nhìn nhận tất cả những cái quần chúng mà tích cực để quan tâm bồi dưỡng kèm cặp và giúp đỡ để quần chúng nhận thức về đảng tốt hơn để mà phát triển đảng viên. Hoa Lư cũng phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách địa bàn, thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, định hướng các tổ chức cơ sở đảng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác phát triển đảng viên. Đặc biệt, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của huyện là không vì số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng hàng năm. Riêng năm 2024 đến thời điểm này đã kết nạp được 139 trên 155 đảng viên, đạt 90% kế hoạch. Hoa Lư phấn đấu trong năm nay trước khi hợp nhất với thành phố Ninh Bình sẽ hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ. Để đạt được kế hoạch cũng như mục tiêu thì Ban Thường vụ xác định trong thời gian tới thì vẫn phải xác định là tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn và mở các lớp bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Và đối với quần chúng ưu tú thì huyện Hoa Lư tập trung vào các cái đối tượng như là công nhân trong các doanh nghiệp. Và thực tế thì trong những năm qua thì việc phát triển đảng là đảng viên trong các doanh nghiệp và đặc biệt là chủ doanh nghiệp của đảng thì chúng tôi đạt con số cũng rất là thuyết phục. Thứ hai nữa là quan tâm đến đối tượng là các cháu học sinh, sinh viên, và đối tượng thứ ba là các hội viên của các tổ chức đoàn thể. Với sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo những giải pháp cụ thể, tin rằng Hoa Lư sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra trong công tác phát triển đảng viên, qua đó tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cùng với việc bảo đảm hệ thống lưới điện vận hành ổn định, thông suốt và an toàn, Điện lực Gia Viễn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện tới các cơ quan, đơn vị và người dân. Qua đó không chỉ giúp hạn chế được tình trạng quá tải lưới điện mà còn giúp khách hàng tránh việc hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến trong thời điểm nắng nóng.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm cho người dân được Điện lực Gia Viễn triển khai nhiều hình thức đa dạng phù hợp với thực tế. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhờ đó mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhờ vậy, người dân đã nâng cao ý thức, chủ động lựa chọn mua, sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Sử dụng thiết bị thông minh để tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng. Gia đình đã dùng cái biện pháp là những cái thiết bị điện nào mà không cần thiết thì là rút ra. Thí dụ như là điều hòa chẳng hạn. Điều hòa thì cũng bật từ 26 độ. Thế còn là tôi sẽ sử dụng tất cả cái điện năng lượng mặt trời để bấm, để đủ ánh sáng. Thí dụ như là ngoài cổng hoặc là ở trong nhà. Việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm còn được Điện lực Gia Viễn tích cực triển khai đến từng hộ dân, trong đó hướng dẫn khách hàng tải và sử dụng công cụ ước tính điện năng tiêu thụ tại địa chỉ website ước tính điện năng. Thông qua công cụ tính toán này, khách hàng có thể chủ động ước tính điện năng tiêu thụ hàng tháng của gia đình để từ đó tự điều chỉnh việc sử dụng điện một cách hợp lý và tiết kiệm. Khi mà được hướng dẫn cả cái app để kiểm tra điện này mà tôi thấy rất là hữu ích. Bởi vì mình biết được là cái thông số mình dùng điện nó như thế nào. Một tháng mình dùng được bao nhiêu, một ngày mình dùng được bao nhiêu. Trên cái cơ sở như vậy mà mình điều chỉnh được cái việc dùng điện của nhà nhà mình làm sao cho nó lợi ích nhất. Vừa là tiết kiệm điện cho quốc gia, lại vừa là tiết kiệm tiền trả điện cho gia đình. Đối với các hộ dân sử dụng điện, đẩy mạnh triển khai phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện, gia đình xanh trên môi trường số. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tắt bớt hoặc giảm 50% công suất đèn chiếu sáng quảng cáo ngoài trời sau 22 giờ. Các cơ quan hành chính sự nghiệp phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 5% trên tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Về cái chương trình triển khai tiết kiệm điện ấy, thì ngoài cái việc đó là quảng bá tiết kiệm điện trên các web của công ty, của các cái app chăm sóc khách hàng, thì cái việc điện lực đã gửi các cái văn bản sang nhờ trung tâm thể thao truyền thanh huyện phát trên đài truyền thanh ba cấp, cũng như là gửi văn bản xuống xã để cho các xã là cũng tuyên truyền giúp cho bà con nhân dân. Và song song với đó thì mình có triển khai tại các quầy thu là mình phát tờ rơi, nhân dân sẽ thấy được cái lợi ích của việc tiết kiệm điện, nó là giảm được cái tiền điện tiêu thụ hàng tháng, nộp tiền ít đi và người ta dùng điện nó hiệu quả hơn. Với các giải pháp tuyên truyền phù hợp, thiết thực, tiết kiệm điện đang dần trở thành thói quen của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của từng người dân. Tin rằng trong năm 2024, Điện lực Gia Viễn sẽ sớm hoàn thành mục tiêu tiết kiệm điện năng tiêu thụ, góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của người dân. Tranh thủ sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh và của huyện, bằng nội lực và ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn đã biến khó khăn thành lợi thế, tận dụng tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển. Đến nay, Gia Lạc đã không còn là xã nghèo trọng điểm của tỉnh. Bộ mặt nông thôn và đời sống nhân dân đã có những thay đổi tích cực. Một miền quê hạnh phúc đang dần hiện hữu ở nơi được coi là trũng và khó khăn nhất của huyện. Dấu mốc làm nên những thay đổi căn bản và mạnh mẽ của Gia Lạc bắt đầu từ một quyết định có ý nghĩa chiến lược cách đây 17 năm, khi chính phủ đồng ý cho tỉnh nâng cấp Trà Lạc Khoái theo hướng kiên cố hiện đại và cùng với đó là nâng cấp các tuyến đê tả Hữu Hoàng Long. Cùng với sự ra đời của một công trình được ví như biểu tượng của ý chí và sức mạnh con người chống chọi lại sự khắc nghiệt của thiên tai, cuộc sống và sản xuất của người dân Gia Lạc cũng từ đây trở nên ổn định và thuận lợi hơn. Trước kia thì khi mà lũ vào, ngay nhà tôi cũng vậy, là nó vào đến cái chấn sông cửa sổ là chạy từ tầng 1 đến tầng 2, có nhà không có lại lên đê ở, ở nhà chạy lên đê, nó vất vả tràn nước vào. Thì cái mức độ thu hoạch về sản lượng, kể cả cây trồng, vật nuôi ở trong gia đình người ta không dám đầu tư. Đấy, bây giờ thì có tràn vào thì bà con mới mạnh dạn đầu tư, và kể cả về chăn nuôi thủy hải sản, cây lúa, nhất là cây lúa là không bị mất mùa nữa. Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư kiên cố là yếu tố có ý nghĩa quyết định để Gia Lạc biến khó khăn thành lợi thế. Tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi ruộng trũng cây lúa kém hiệu quả sang mô hình cá lúa. Đến nay, xã đã quy hoạch được vùng phát triển thủy sản với 100 hectare. Nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư cho hiệu quả kinh tế cao, khẳng định định hướng đúng đắn trong phát triển kinh tế ở xã vùng trũng này.
Thứ nhất là ngoài sông thì đã được nạo vét sâu, mỗi mùa mưa lũ đến thì hầu như là nước tiêu nhanh, thì đê điều là cũng nâng cấp nhiều, thì như anh em tôi nuôi trồng thủy sản là cũng yên tâm hơn. Một năm như tôi trừ tiền vay trả lãi này, rồi là tiền điện, tiền thuốc, tiền cám, thì một năm nếu thu được đều hai lứa cá thịt như thế thì gia đình cũng thu nhập được tầm 400 triệu. Không chỉ thu nhập và cuộc sống của người dân được cải thiện mà bộ mặt nông thôn nơi đây cũng có những thay đổi đáng kể. Các công trình như đường giao thông, trường học, trạm y tế trước đây thường xuyên bị phá hủy bởi lũ thì nay đã được đầu tư khang trang, kiên cố. Gia Lạc đã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019, trước một năm so với kế hoạch đề ra, và đang từng bước hướng tới xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi cũng có những cái định hướng trong thời gian tới, đó chính là thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cái việc mà thực hiện tốt các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Mặt khác cũng sẽ đẩy mạnh một số cái mô hình dân vận khéo nuôi trồng thủy sản trên địa bàn để đến với các hộ khác, các xóm khác để thấy được là cái năng suất và cái hiệu quả khi mà chúng ta đầu tư chuyển đổi lúa cá, khi mà kết hợp hai vụ lúa trồng trên một năm để chuyển đổi thành nuôi trồng thủy sản. Sự vươn lên và phát triển của Gia Lạc hôm nay chính là sự khẳng định mạnh mẽ cho sức mạnh của ý Đảng, lòng dân, của những quyết định có ý nghĩa chiến lược khi đầu tư cho hạ tầng giao thông, thủy lợi, chính là đầu tư cho phát triển bền vững, hướng tới cuộc sống hạnh phúc, ấm no hơn cho người dân. Ngày 1 tháng 7 năm 2024 đã trở thành dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của nhân dân. Ngay sau khi ra mắt, trên 1.600 tổ với gần 5.000 thành viên trong toàn tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ghi nhận tại huyện Nho Quan. Ngay sau khi ra mắt, 12 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 36 thành viên ở Sơn Lai đã cùng với công an xã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, nắm tình hình ở cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thời điểm này, các thành viên đang tích cực vận động nhân dân đưa con em trong độ tuổi đến làm căn cước công dân, tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích của định danh điện tử, từ đó tham gia cài đặt. Cài đặt cái tài khoản điện danh điện tử thì nói chung người dân chúng tôi là rất là có lợi và hữu ích. Các giấy tờ như ví dụ như là xe máy, bằng xe máy hoặc là ô tô hoặc là bảo hiểm y tế, và nói chung là mình cài đấy, cài đặt vào trong là yên tâm. Trực tiếp các đồng chí cũng là vừa tuần tra báo cho lực lượng công an chính quy để chúng tôi coi là kết hợp đấy cùng với cấp ủy chính quyền, đấy đặc biệt là giáo dục thanh niên hướng hư, đấy có anh có nguy cơ vi phạm pháp luật để kịp thời ngăn chặn, mang lại cái cuộc sống bình yên ở trong thôn cũng như trong trên địa bàn xã. Còn tại thị trấn Nho Quan, từ khi đi vào hoạt động, lực lượng này đã chủ động phối hợp với công an thường xuyên trực ban tại trụ sở, không quản ngày đêm tích cực tuần tra kiểm soát tại những nơi tập trung đông người, trục đường chính và các khu dân cư để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho quê hương. Có những vụ việc tai nạn giao thông thì chúng tôi cũng đã trực tiếp ra cùng với công an thị trấn để chúng tôi bảo vệ hiện trường, tuần tra, kiểm soát của cái địa bàn mà mình quản lý cùng với địa phương hoàn thành tốt cái nhiệm vụ về an ninh trật tự. Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, 286 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở các xã, thị trấn trong huyện đã chủ động phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm, phạm tội. Những việc làm thiết thực cùng tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Kiện toàn lại cái đội ngũ của ban an ninh khu phố đấy, thì các đồng chí cũng làm hết cái trách nhiệm, cái nhiệt tình. Cụ thể là những năm trước ấy, thì cái tệ nạn nghiện hút ở khu bái cũng có rất nhiều phức tạp. Nó dẹp dần từng bước, nhưng đến nay hầu như cái tệ nạn nghiện hút trộm cắp là không còn nữa. Cho nên là khi phát động tất cả cái công tác an ninh và tất cả các công tác khác của khu phố cũng như của trên đề ra thì dân khu phố bái được đồng thuận và làm rất tích cực. Và theo như quy định của pháp luật, luật an ninh bảo vệ cơ sở thì có 6 nhóm nhiệm vụ. Thì chúng tôi bám vào cái 6 cái nhóm nhiệm vụ này để chúng tôi yêu cầu
là trưởng công an các xã thị trấn chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát khu vực phải tự đào tạo. Đấy, ngoài ra là chúng tôi sẽ lên một chương trình để tập huấn cho lực lượng này. Chúng tôi xác định là lực lượng này là chủ yếu là công an các xã thị trấn là điều hành và sử dụng. Đấy, mà đạt được hiệu quả cao nhất thì phải là các đồng chí trưởng công an xã và đồng chí cảnh sát khu vực phải có những cái kế hoạch cụ thể và giao việc cụ thể và có những cái kết quả cụ thể, thì như vậy thì lực lượng này mới giúp ích được trong cái vấn đề đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Tuy hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng các tổ bảo vệ an ninh trật tự đã thực hiện tốt vai trò được giao, là cánh tay nối dài của lực lượng công an. Những kết quả bước đầu đã khẳng định vị trí, vai trò của họ trong công tác hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được kết thúc tại đây. Thân ái chào tạm biệt.